Hello anh em nhá. Chắc là bây giờ mọi người đang tự hỏi sao mình lại không đang chơi chim kéo chơi ở bên trong. Thì cái app mà mình hay là chim kéo ấy, nó mới ban cho anh em bạn buồn ghê cơ. Không hiểu sao cái thằng đấy nó đã ghét mình thế anh em ạ. Cái hồi trước mà mình ban ở cái map Stay Night ấy, lúc ấy mình quay rất là nhiều video mà để mình lục tên anh em ạ. Thế nên nó mới bị ban anh em ạ. Còn cái app mà mình đang livestream để kéo anh em ấy không hiểu có gì. Từ lúc mình đăng video lên không để lục tên nhá. Thế mà vẫn bị ban cơ. Trừ một trường hợp anh em ơi, đó chính là các anti fan từ kênh Đường N25 của mình sẽ để săn mình để bảo ra đáp ban mình anh em ạ. Thế nên hết tương lai mình sẽ có thể làm hai chim hoặc là không bao giờ like nhé anh em ạ. Đây là một tin rất là buồn đối với những người thích xem mình anh em ạ. Thôi video của mình đến đây kết thúc rồi, tạm biệt anh em nhé, bye bye.